Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Trời buổi sáng nắng đẹp mát lắm cô chú anh chị ơi. Mình ra đồng mình đi xe đạp. Đây là cái đồng hôm Dung hái rau dền nè. Hôm nay quá trời luôn á. Để mình sẽ quay trở lại đây mình càng quét một đợt nữa. Ô, nguyên một ruộng luôn nè cô chú anh chị, lo mà hái luôn á. Ông xã Dung có một sợi dây chằng, nó bị cái một cái đốt sóng nó chèn á cô chú anh chị, làm cho cái chân của ông xã Dung nó không có dơ cao lên được, nên là ông không có nâng cái yên xe lên. Nếu mà nâng yên xe lên là ông bỏ chân hụt chân á, ông chống chân không được là ông bị té. Khỏe lắm cô chú anh chị ơi, người cứ ê ẩm nhức hết mình á, thế là chạy xe đạp về còn nhức thêm nữa. Nhưng mà nhức xong rồi nó khỏe lắm cơ, cơ bắp rồi nó săn chắc nó lại. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi không tập thể dục không gì hết trơn á, cứ mần rồi cái lăn ra đó, ăn ngủ nghỉ không à, không có thể dục gì hết á, cho nên là người nó sổ, nó xệ, nó chảy tùm lum á. Phía trước là hai bà khách của Dung đang đi bộ. Ngày chủ nhật cuối tuần cái đường này không có xe nha cô chú anh chị, người ta ở chủ yếu ở trong nhà không à. Giờ sáng người ta chạy bộ rất là đông. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va bien? Merci. Wow, mình phát hiện ở đây có một cái táo của chú anh chị ơi. Trời ơi, quá trời cây táo dại luôn nè. Quá trời trái luôn của chú anh chị ơi. Ôi, chùm chùm nùi nùi luôn á. Đó là của chú anh chị thấy cái táo dại á, giống như mình không có trị, không có xịt á thuốc phân gì cho nó, cho nên là nó bị hư ha, hư nhiều lắm, nó rụng, đa số rụng nhiều nè. Khi táo nó chín là nó sẽ có màu đỏ này nè cô chú anh chị, mà giống táo đỏ này rất là mềm, rất là ngọt, rất là giòn chứ quên mềm. Rồi nó rụng lên nó dưới đường mương luôn nè. Quá trời nghe. Trời ơi, táo nào táo nấy to quá trời luôn. Tới mùa của chú anh chị thì cuối tuần Dung sẽ ra đây Dung hái đây nè, cho cô chú anh chị xem cái dàn táo kìa, hết phương cái táo luôn. Trời ơi, mà nó rụng lên đất hết trơn, đâu có ai đâu hái cô chú anh chị. Mà cái này đất của người ta nha, người ta rào lại nè. Thường thường nếu mà có gia súc ở gần đây là những cái đường này có điện nha cô chú anh chị, nên mình không có dám nhảy qua. Ôi, quá trời mâm xôi luôn cô chú anh chị ơi. Ôi, nó ngọt giả mang luôn á nha. Ngọt quá trời ngọt luôn á. Ôi, hết phương luôn cô chú anh chị. Mà táo này sau nó đục hết rồi. Nó mà chín nó sẽ có màu đỏ nha. Mà giống táo đỏ này là ngọt cực kỳ luôn. Dung chạy xe đạp, Dung không có mang đồ để hái. Để Dung quay trở lại, Dung hái trái của chú anh chị. Mà ở đây xa nhà người ta, đồng không à. Đó, đây là cái mận tím nè. Mận cũng rụng lên đất hết. Trời ơi, nè. Sao mà táo nhiều dữ vậy ta? Ông xã Dung với tụi nhỏ chạy tuốt lên trên kia rồi mà Dung còn lang thang ở dưới này, cho nên ông gọi điện gọi Dung nè. Mà tiếc cái là mắc cái đường mương cho nên Dung không có đi qua được nha. Đó, biết luôn rồi chú anh chị ơi. Sau một tuần làm việc vất vả thì cứ ra đồng ngắm trái cây, nghe chim hót rồi cũng vui, thư giãn luôn của chú anh chị ơi. Dung chạy ngang một cái hàng rào, rồi Dung thấy người ta có một cái dàn hoa đẹp quá của chú anh chị. Cái cây hoa này á, nhìn nó như hoa bằng lăng vậy đó, mà đẹp ơi là đẹp luôn.
người lớn lớn tuổi thì đi bộ, đi xe đạp, người trẻ trẻ thì người ta chạy bộ. Ở đây đồng quê trống rãi nữa cô chú anh chị. Đó, bên đó là quá trời cỏ luôn. Cỏ mà người ta đã cuộn cục rồi nè, người ta bó lại thành bó đó, để mùa đông mới cô chú anh chị, để mà cỏ này sấy khô rồi mới bó nha, để không ấy là nó sẽ bị cháy á. Quá chừng nhiều luôn. Ở đây trồng cỏ người ta trồng một lần thôi cô chú anh chị đó, nó cứ sau mỗi vụ thì người ta thu hoạch á, cái là nó sẽ lên trở lại. Dung kể cho bà cô chú anh chị nghe cái chuyện lúa nhất cuộc đời của mình. Ở đây nó có một cái ngôi chùa cô chú anh chị ơi, mà trời ở đây 15 năm rồi ạ. Mà ta nói không có biết có cái chùa này nha. Mà cái chùa này có cái gì cái người đứng đầu Phật giáo của Ấn Độ cô chú anh chị, cái người đó vừa mới qua bên này vào tháng rồi á, quá trời khách du lịch luôn. Mà mình đâu có hay đâu, cái mình nghe sư cô xuống dưới nhà hàng Dung ăn á thì sư cô mới nói cho mình biết. Lớn ghê cô chú anh chị ơi. J'en sors, je vais pas aller. Pourquoi il faut être en pantalon? Ouais. Ông sẽ Dung kêu Dung vô là Phật. nhưng mà mình mặc quần short cho nên là mình không có vào chứ anh chị ơi. Pourquoi ils ont marché autour? Chùa này là của người Tibetan nhưng cô chú anh chị. À, sư cô ở đây á, người chủ trì chùa là sư cô, à, một cái bà đó là bà rất là giỏi luôn, nhưng bà nói được 7 thứ tiếng nha cô chú anh chị nói. Mỗi lần mà bà ấy xuống chỗ Dung á là dẫn những cái người mà bên trong các đạo, trong các ngôi chùa rồi này kia tới xuống chỗ Dung ăn á, mà mỗi lần đi là bà ấy nói một thứ tiếng mà mình nghe mình ghiền luôn á. Hôm kia thì Dung có hỏi thăm thì sư cô nói là lúc này là đang nghỉ hè cho nên là không có ai hết trơn á. Tới hồi đầu tháng 9 trở lại á, thì những cái người mà người ta đi học đạo rồi này, tu đạo rồi này kia đó cô chú anh chị, người ta tập trung về chùa đông dữ lắm á, cho nên là mình định vào bên trong mình thăm á, nhưng mà sư cô nói là không có ai hết trơn á. Ở Pháp có rất là nhiều những ngôi chùa, nhưng cô chú ở Toulouse có một cái ngôi chùa cũng lớn lắm. Để mình đi quay cho cô chú anh chị xem, ví dụ mình làm Dung cũng có ít có thời gian đó. Cuối tuần thì mình canh chỗ nào mở cửa thì mình đi vô mình viếng. Ở đây thì cái này Dung không có rành bên đạo lắm nha cô chú anh chị, Dung chỉ quay cho cô chú anh chị xem thôi. Đó thì Dung thấy người ta là mặc đồ đỏ nè. Ở quê đồng không nè cô chú anh chị ơi, ở có thấy nhà ở đâu hết trơn á. Ở bên đó là cái khuôn viên đó, là trong đó là chùa đó cô chú anh chị. À, nhưng mà hôm nay Dung mặc quần short cho nên Dung không có vào. Trời ơi, cái cuộc đời đi xe đạp, đạp lên dốc cô chú anh chị lên nổi. Lên không có nổi thôi vẫn bộ lên. Trời ơi, cao quá lên không nổi cô chú anh chị ơi, đạp không nổi nhức giò lắm. Lên không nổi đi bộ. Không lâu lắm rồi, tại vì lâu lắm mà Dung không có đi xe đạp, có cả chục năm có rồi đó. Nên là giờ leo lên nè, trời ơi nó nhức tùm lum hết trơn á. Phải đạp từ từ mới quen lại. Ở
Hồi đó giờ đâu có đi cái đường này bao giờ đâu cô chú anh chị, đâu có biết đâu. Còn phía trước là có một cái đồng nho và có một cái nghĩa trang nữa. Ở bên đây có đồng nho này cô chú anh chị. Đồng nho này người ta mới trồng. Còn ở phía xa xa trên đó, đó là nghĩa trang á. Nghĩa trang bên này là mình phải mua chỗ nha cô chú anh chị. Nếu không mấy là không có chỗ đâu. Bây giờ đa phần là người ta thêu nhiều lắm. Tại vì xây cái đó tốn kém nữa. Hồi nãy mình vừa đi ngang một cái cây thông có tán, rất là đẹp luôn á. Mà cái dòng thông này nó giòn lắm nha cô chú anh chị ơi, cho nên là người ta cắt tỉa gọn gàng lại để như khi gió là nó sẽ gãy cành á. Ra đường lớn. Mấy ông con này ông khoái lắm. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video và đi dạo ngày chủ nhật với gia đình Dung. Video thư giãn thoải mái của chú anh chị ra đồng ngắm cảnh nào cho vui. Dung cũng xin chúc trong bà cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Bà chi. Lu. Xin chào bà cô chú. Ở đây là có một cái đường ray nha cô chú anh chị. Nó mình đang ở trên cầu, phía dưới là đường ray. Nó khi Hướng Dương mà trổ xong rồi á là nó sẽ cúi đầu xuống nha. Cúi đầu xuống tới khi mà lá nó tàn rồi này kia đó. Chắc thầm khoảng tháng mấy, 2 tháng nữa người ta thu hoạch. Quá trời cái đồng này lớn luôn.